với tính năng hiện đại, đa dạng, IAS 30000R có các chế độ phù hợp với từng tình trạng, vấn đề của cơ thể và có thể tiến hành trị liệu bất cứ lúc nào theo thời gian mong muốn của người sử dụng. Vậy máy Impress IAS 30.000 điện trường cao tần hàng Nhật nội địa dùng thế nào, trong những năm gần đây đã xuất hiện rất nhiều loại bệnh. Với điều trị hiện đại chỉ được điều trị thông qua việc chuẩn đoán bệnh. Nhưng lại rất khó chuẩn đoán ở cơ thể có tình trạng bán khỏe mạnh như chứng đau đầu, chứng mất ngủ, chứng táo bón kinh niên. Vì vậy chúng tôi đã tạo ra thiết bị điều trị điện áp bằng điện áp cao. Đó chính là IMPISIAS 30.000, thiết bị trị liệu dùng điện trường là một loại thiết bị trị liệu sử dụng điện trường cao áp để làm thay đổi sự phân bố điện tích trong cơ thể để tăng cường lưu thông máu và điều chỉnh trạng thái của máu từ tình trạng có tính axit nhẹ không lành mạnh đến trạng thái kiểm nhẹ lành mạnh để các bệnh mãn tính có thể cải thiện làm tăng lưu thông tuần hoàn máu, tăng cường hoạt động trao đổi chất trong cơ thể, kích hoạt hoạt động các tế bào, công dụng, máy IMPISIAS 30000R sử dụng bước sóng với điện trường cao tần có giá trị sóng cao lên đến 14.000 VP, nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể, tác dụng sâu đến từng bộ phận, dần dần mang đến hiệu quả trên toàn bộ cơ thể, máy điện trường cao áp IMPISIAS 30000R được khuyến khích sử dụng để cải thiện các bệnh mạng tính thường gặp sau đau đầu đau nhức đầu nặng đầu đau đầu kéo dài đau vai nhức mỏi vai vai cứng vai và cánh tay nặng nề hoạt động khó khăn vùng xung quanh vai ê e ẩm táo bón mãn tính luôn cảm giác căng trướng bụng hàng ngày đều có cảm giác khó chịu đầy bụng mất ngủ khó ngủ hay bị tỉnh giấc ngủ không ngon giấc dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn lồng mũ áo phao bán rời mua ở đâu hàng đẹp chuẩn nhật không dụng lông Điện áp cao vậy có gây nguy hiểm không? Mọi người lo lắng về sự nguy hiểm của điện áp cao khi nghe tới 14.000V được áp dụng cho cơ thể con người vì điện gia dụng thông thường chỉ dao động từ 110V đến 220V. Tuy nhiên, những gì là nguy hiểm cho cơ thể con người là cường độ dòng điện chứ không phải điện áp. Điện áp cao được áp dụng bởi thiết bị điều trị sử dụng điện trường không bao gồm bất kỳ dòng chạy của dòng điện nào lên cơ thể nên nó là một thiết bị vật lý trị liệu rất đáng tin cậy và an toàn. Kể từ khi thiết bị trị liệu điện trường được phát minh bởi tiến sĩ Toshiyuki Hara người Nhật Bản vào năm 1928, hàng triệu thiết bị này đã được sử dụng trên toàn thế giới và không có tác dụng phụ nào được ghi nhận. Vì vậy, nó là một loại thiết bị vật lý trị liệu rất an toàn và hiệu quả khi giúp cải thiện lưu thông máu và làm giảm các triệu chứng gây ra bởi các bệnh mạng tính dẫn đến rối loạn chức năng tự trị. Những trường hợp nào không nên sử dụng thiết bị trị liệu điện trường, mắc các bệnh cấp tính, có u ác tính phụ nữ có thai, bệnh tim mạch cao huyết áp, bệnh nhân đang mê bệnh lao, bệnh ưa chảy máu, người nhạy cảm với nhiệt, người đeo máy trợ thính, trẻ em dưới 6 tuổi, người cảm giác kém, đang sốt cao, máy điện trường cao áp IMPIESIAS 30000R được khuyến khích sử dụng để cải thiện các bệnh mạng tính thường gặp sau. Đau đầu, đau nhức đầu, nặng đầu, đau đầu kéo dài.